Ở cuối tập trước, tên phản đồ Lâm Hạo Nhiên đã lấy cái lý do bởi vì cố gắng đi hái long huyết thảo giúp Tiêu Huyền trị thương mà bị thương nặng. Không những thế hắn còn kéo theo Tam trưởng lão cùng hai tên đệ tử đến để gây sự, đòi Tiêu Huyền giao ra đan dược để giúp Lâm Hạo Nhiên trị thương. Mời các vị đạo hữu cùng xem Tiêu Huyền sẽ xử lý tên phản đồ Lâm Hạo Nhiên cùng một đám rồi nhặng đi theo sau lưng hắn như thế nào nhé. Lâm Hạo Nhiên lúc này giả vờ cố gắng ngồi dậy, hắn bỏ tới trước mặt của Tiêu Huyền rồi cung kính quỳ xuống, hai tay dâng lên long huyết thảo nói: "Đệ tử Lâm Hạo Nhiên tự biết tội mình nghiêm trọng, Phản bội sư môn, không xứng đáng trở thành đệ tử của sư tôn. Chỉ mong sư tôn nhận lấy Chu Long huyết thảo này, đây chính là tấm lòng của Đồ Nhi đối với sư tôn, mong sư tôn có thể sớm ngày chữa khỏi thương thế. Hai tên đệ tử đi theo Tam trưởng lão liền lên tiếng châm chọc nói, nhưng mà Tiêu trưởng lão khí huyết dồi dào như thế kia, không giống với người thân mang trọng bệnh, sợ rằng cũng không cần tới loại Long huyết thảo này. Ai, thật là đáng tiếc quá, Lâm sư đệ vì hái cây Long huyết thảo này mà dẫn tới căn cốt bị thương. Nếu như không có tứ phẩm đan dược điều trị, Ngày sau sợ rằng tu vi sẽ bị hạn chế, khó có thể tinh tiến tiếp được. Tiêu trưởng lão, tứ phẩm đan dược này, người không phải sẽ không lấy ra đó chứ? Lâm Sư đệ chính là vì người đi hái Long huyết thảo, giúp người trị thương nên mới bị thương đó. Lâm Hạo Nhiên nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía hai tên đệ tử của Tam trưởng lão, hắn giả vờ vừa cười vừa khóc, thậm chí còn nhăn nhở nháy mắt với hai tên đó rồi nói, hai vị nặng lời rồi. Ta chỉ là cố gắng một chút vì Sư Tôn mà thôi. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, nhìn thấy Sư Tôn bị thương, thân là đồ nhi lòng ta đau đớn vô cùng cho dù thế nào phải trả giá đắt như thế nào ta cũng nhất quyết phải giúp sư tôn trị khỏi thương thế nhưng chỉ đáng tiếc tu vi của ta có hạn có lòng nhưng không có sức bây giờ lại quay lại liên lụy đến sư tôn thật là đáng hận tiêu huyền nhìn cái tên phản đồ này diễn giả chân như vậy thì cũng chỉ mỉm cười khinh bỉ một cái thế rồi hắn cũng giả vờ yếu đuối thân thể đột nhiên ngã nhào về phía tiểu hồng từ giờ không gọi em ấy là chị nô nữa mà gọi là tiểu hồng nhé các vị đạo hữu Tiêu Huyền lúc này cũng giả vờ yếu ớt nói, ai ra, ai nói Vi sư không cần? Vi sư hôm nay thể lực yếu ớt, đúng lúc đang cần chu long huyết thảo này để bồi dưỡng cơ thể. Có phải không Tiểu Hồng? Tiểu Hồng thấy Tiêu Huyền nháy mắt với mình trong một giây liền hiểu ra, a à, đúng đúng đúng, sư tôn gần đây cơ thể rất yếu, đúng lúc rất cần cây long huyết thảo này để trị thương. Thật là tốt quá. Bốn tên này cũng thật không ngờ Tiêu Huyền bình thường nghiêm chỉnh chính trực, vậy mà cũng có lúc mặt dày bất chấp mặt mũi như thế này. Kế hoạch ăn vạ đổ bể lâm hạo nhiên tức giận tối tăm mặt mày hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn tiêu huyền thầm mắng lão cẩu tặc này tại sao lại biến thành bộ dạng không cần mặt mũi như thế bỏ đi dù sao long huyết thảo này cũng không đáng tiền nếu như thật sự có thể đổi lại tứ phẩm đan dược vậy thì cũng không thiệt tính toán đã xong lâm hạo nhiên lại tiếp tục quay ra tỏ vẻ bệnh tật đáng thương hắn một tay ôm ngực một tay chìa ra cây long huyết thảo rồi nói nếu đã như thế vậy chu long huyết thảo này sư tôn giữ lấy dùng đi dù sao cái mạng quèn này của đồ nhi cũng không sao cả chỉ cần người có thể chữa khỏi thương thế là Đồ Nhi đã thấy an tâm rồi. Phía bên này, Tiêu Huyền vẫn đang giả bộ run rẩy, cả người yếu đuối đến nỗi phải nhờ Tiểu Hồng thân thể chống đỡ mới có thể đứng vững được. Nhưng mà chỉ sau một khắc khi lời nói của Lâm Hạo Nhiên vừa dứt, thì vèo một cái, Tiêu Huyền nhanh như gió xuất hiện trước mặt của Lâm Hạo Nhiên, một tay chộp lấy cây Long Huyết thảo ở trên tay phản đồ này, hắn cười nói cảm ơn nhé, rồi lại vèo một cái, chạy về bên cạnh Tiểu Hồng cười vui vẻ nói, "Tiểu Hồng, mau giữ lấy, tối nay chúng ta hầm canh gà ăn." Tiểu Hồng cũng ngớ người kinh ngạc thốt lên, "Long huyết thảo, hầm gà sao?" Hệ thống hiện lên thông báo, "Ký chủ vừa tặng nhân giới Long huyết thảo cho đồ đệ, nhận được 5 lần phần thưởng, nhận về địa giới Long huyết thảo." Phía bên này Lâm Hạo Nhiên lại tiếp tục diễn trò cùng với hai tên hề ở Tam đỉnh. "Khụ khụ khụ, ta không sao, hai vị sư huynh không cần lo lắng. Có thể giúp được sư tôn là chuyện tốt." "Ấy ấy, Lâm sư đệ cẩn thận." Lâm sư đệ vì cứu sư tôn mà không ngại tự làm tổn thương tu vi, Tiêu trưởng lão thật sự thấy chết mà không cứu sao? mạnh trưởng lão người phải làm chủ cho lâm sư đệ hai tiêu trưởng lão nhân mệnh quan thiên chúng ta thân là sư phụ sao có thể thấy chết mà không cứu sau này chuyện này mà truyền ra ngoài thất phong của ngươi còn có thể thu nhận đồ đệ nữa sao tiêu huyền lên tiếng đáp chờ chút vội gì chứ nếu như đã diễn một màn sư đồ tình thâm ta sao có thể thấy chết mà không cứu được không phải chỉ là tứ giới đan dược thôi sao nhưng mà đồ nhi của ta đang bị trọng thương sợ rằng không thể hấp thụ được đan lực của tứ phẩm đan dược không thì chi bằng thế này, ta sẽ truyền lực để đả thông kinh mạch cho ngươi trước." Dứt lời, Tiêu Huyền bất ngờ dùng một tay túm chặt lấy cánh tay của Lâm Hạo Nhiên. "Ha ha ha, Tiêu trưởng lão thật sự là tốt bụng mà. Ta biết ngay Tiêu trưởng lão không phải là cái loại người thấy chết mà không cứu đâu." Mùng thì cười nói vui vẻ toét toét như vậy nhưng lão già này trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra, Tiêu Huyền truyền công cho đệ tử là có thật rồi. Nếu như hắn đã dám chủ động truyền công trước mặt ta, sợ rằng sẽ có bí pháp không tốn công lực. Cứ quan sát xem sao đã. Tiêu Huyền vui vẻ đáp: đồ nhi đều vì ta mà không màng đến mạng sống chút yêu cầu này có đáng gì nhân lúc lão già mạnh vũ không để ý tiêu huyền rất nhanh đã lén lút dùng hai đầu ngón tay thi triển cấm ngôn thuật đối với lâm hạo nhiên sau đó từ cánh tay còn lại một cỗ lực lượng phá hoại từ thân thể tiêu huyền truyền thẳng vào bên trong người của lâm hạo nhiên cỗ năng lượng này đi đến đâu là kinh mạch của lâm hạo nhiên bị phá nát đến đó khiến cho hắn đau đớn hết thảm hắn muốn kêu cứu nhưng lại kêu không được bởi vì hắn đang bị tiêu huyền cấm ngôn muốn giật cánh tay ra cũng không được bởi vì Tiêu Huyền lúc này đang nắm chặt cánh tay của hắn không cho hắn thoát. Phía bên này, hai tên đồ đệ của Mạnh trưởng lão thấy Lâm Hạo Nhiên có vẻ sai sai thì liền quay lại hỏi, "Sư tôn, đây, đây là đang truyền công sao? Lâm sư đệ sao lại kêu thảm như thế?" "Đúng vậy sư tôn." Đồ Nhi thấy hình như cũng không đúng lắm. Mạnh trưởng lão tỏ ra hiểu biết đáp, "Hai người các ngươi đừng hoảng, truyền công quán đỉnh bản chất chính là thống khổ, đó chính là cơ duyên của Lâm sư đệ mấy người." "Đúng vậy, đây chính là cơ duyên, nhưng mà là cơ duyên bị tàn phế." phía bên này lâm hạo nhiên đang nhìn tiêu huyền với cái ánh mắt hoảng sợ thầm mỹ lão cầu đó căn bản không phải là đang truyền công cho ta hắn đây là đang cắt đứt gân cốt và kinh mạch của ta lấy đi tu vi của ta toi rồi tại sao ta lại không nói được mạnh trưởng lão mau cứu ta lâm hạo nhiên cứ như vậy cầu cứu trong vô vọng mà ở đằng sau mạnh lão già vẫn vui vẻ thả lai like tán thưởng lâm hạo nhiên nói tiểu lâm làm tốt lắm một lúc sau đó lâm hạo nhiên lúc này đã hoàn toàn bị phế hắn bởi vì quá đau đớn mà mất đi ý thức thân thể ngã nhào xuống mặt đất phế tên phản đồ đã xong tiêu huyền đứng dậy phẩy phẩy tay giả bộ mệt mỏi nói được rồi mọi chuyện đã ổn thỏa rồi sau này cho hắn dùng thuốc tĩnh dưỡng là được ta khi nãy ra tay có chút mạnh tu vi của hắn quá thấp có chút chống đỡ không nổi các người đem hắn về tĩnh dưỡng trước đi ai ta có chút mệt rồi khi nãy đã lãng phí một nửa công lực của ta ta cũng muốn nghỉ ngơi một lát không giữ các vị nữa tiểu hồng mau đỡ ta vào bên trong sư tôn người không sao chứ được 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 tiêu trưởng lão về nghỉ ngơi trước đi đồ nhi của người cứ để cho chúng ta chăm sóc mặc dù nhì không ra được môn đạo quán đỉnh của tên tiêu huyền này nhưng mà khí tức của hắn đã yếu hơn trước rất nhiều không bằng nhân cơ hội này tiêu diệt hắn luôn tinh kế đã xong mạnh trưởng lão một cánh tay thầm vận chuyển linh lực tụ trưởng hắn lại nói tiêu trưởng lão ngàn vạn bảo trọng nhé dứt lời lão già này liền tung trưởng đánh thẳng về phía tấm lưng của tiêu huyền tiêu huyền nãy giờ giả bộ cũng chính là chờ cái giây phút này thấy lão già mạnh vũ này ra tay tiêu huyền chỉ mỉm cười một cái rồi hắn bất ngờ xoay người lại trưởng đối trưởng với mạnh lão già tiêu huyền vẻ mặt châm chọc nói mạnh trưởng lão xứng đáng là một người thầy tại sao lại hạ độc thủ với một phế nhân yếu đuối vừa mới truyền công cho người khác xong thế nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì tam phong của ngươi về sau làm sao có thể thu nhận đệ tử nữa chứ phía bên này mạnh trưởng lão đang kinh hoàng với cái tốc độ phản xạ này của tiêu huyền lão ta thật không ngờ tiêu huyền lại có thể nhanh chóng quay lại đỡ được giống như là nãy giờ chỉ chờ mình ra tay lão ta sợ hãi thầm nghĩ chờ chút hắn không phải vừa mới truyền công cho lâm hạo như sao tại sao linh lực của hắn lại có thể dâng trào như thế chẳng phải mới mấy ngày trước hắn mới đột phá kim đan hay sao nhưng với tình hình hiện tại tu vi của hắn rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều như này rõ ràng là kim đan ngũ trọng không thậm chí phải là lục trọng chuyện này làm sao có thể tại sao hắn lại tu luyện nhanh như vậy âm 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 chỉ sau một khắc lão già họ mạnh lập tức bị tiêu huyền đánh bay thân thể của lão ta nặng nhọc rơi xuống bên dưới mặt đất hai tên đệ tử của lão vội vã chạy đến để xem xét tình hình tiểu hồng chúng ta đi trở về hầm canh gà thôi dạ được sư tôn lúc này lâm hạo nhiên bất ngờ tỉnh dậy hắn cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy rồi hướng phía hai tên đệ tử của lão mạnh hét lớn các ngươi còn chờ gì nữa lời này của lâm hạo nhiên liền khiến cho hai tên đó bị giật mình nhưng hai tên này lập tức lấy lại được bình tĩnh bọn hắn bốn mắt nhìn nhau rồi gật đầu một cái như đã ngầm đồng ý chuyện tiếp theo sẽ làm như thế nào đây là ám khí mà trước đây trong lúc du hành Mạnh trưởng lão đã thu thập được. Kết hợp với pháp môn đặc biệt để thao túng, nó có thể hòa tan trong không khí, không hương không vị, đến nay chưa từng có ai có thể chặn được. Trước khi xuất phát, Mạnh trưởng lão đã đặc biệt đưa châm cho ta, nếu như xảy ra sự cố, có thể sử dụng nó để đối phó với Tiêu Huyền, tuyệt đối không để cho hắn vùng lên một lần nữa. Vụt một cái, ám khí trong tay tên tóc đỏ xé gió lao đi, phóng thẳng tới phía sau lưng của Tiêu Huyền. Nhưng mà với độ nhạy bén của mình, tiêu huyền bất ngờ nghiêng đầu sang một bên tránh thoát được ba mảnh ám khí đâm hụt tiêu huyền ba mảnh ám khí này liền ghim vào bên trên cánh cửa gỗ phía xa ngay lập tức ở ba vị trí mà ba mảnh ám khí cắm vào phát ra tiếng xèo xèo tan chảy hiển nhiên trên ba miếng ám khí này đều là kịch độc chết người tiêu huyền thầm nghĩ quả nhiên cổ quái may mà sau khi ta sử dụng vô lượng kim đan ngũ cảm của ta đều mạnh lên có thể cảm nhận được sát ý nếu không thì hôm nay lại phải ăn thiệt thòi một phen rồi thấy tiêu huyền vậy mà có thể tránh được ám khí vô thanh vô tức này hai tên đệ tử này vô cùng kinh ngạc á à đủ tránh được sao vậy thì đỡ tiếp này bọn hắn ngay lập tức mỗi thằng một tay tiếp tục phóng ra kim châm tấn công tiêu huyền một lần nữa tiêu huyền phía bên này bất ngờ lên tiếng nói tiểu hồng thương lãng kiếm quyết mục tiêu phía sau bên phải tiểu hồng không dám chậm trễ nàng lập tức rút thanh ngũ hành xích mà tiêu huyền lúc trước cướp được từ chỗ vương trưởng lão ra xẹt thương lãng kiếm quyết được nàng thi triển ra liên chém tan hết tất cả phi châm ám khí của hai tên kia. Tự nhiên thấy một đống phi châm rơi đầy trên mặt đất trước mặt mình, Tiểu Hồng vô cùng bất ngờ. Vừa nãy nàng chỉ phản ứng theo lời nhắc nhở của Tiêu Huyền mà thôi, nàng cũng không hề biết có thứ này đang bay tới. Hệ thống lúc này lại hiện lên thông báo: Kiểm tra thấy đồ đệ của ký chủ dưới sự chỉ dạy của ký chủ đã lĩnh hội được thương lãng kiếm ý, nhất trọng. Ký chủ nhận được phần thưởng gấp 3 lần, nhận được linh long bảo giáp, địa giới trung phẩm. Tiêu Huyền đứng ở phía sau nhìn Tiểu Hồng cười vui vẻ thầm nghĩ, không hổ là tiên thiên kiếm thể. Thương lãng kiếm quyết này dạy cho cô ấy mới vài ngày. Thế mà cô ấy đã lĩnh hội được kiếm ý rồi. Phía bên này, tóc xanh với tóc đỏ thấy cảnh này vô cùng kinh hãi thốt lên. Cái gì? Chuyện này làm sao có thể? Đừng nói là tiên thiên cảnh, đến phân thần cảnh cũng không thể đạt được mới đúng. Hắn dựa vào đâu mà hai lần liên tiếp có thể tránh thoát được ám khí của chúng ta? Trời đất, phải chạy mau thôi. Lâm Hạo Nhiên kinh hãi cố gắng nết cái tấm thân bại liệt để bỏ chạy. Nhưng mà hắn đã bị Tiểu Hồng chú ý đến, thì làm sao nàng có thể cho tên phản đồ này bỏ chạy được tiểu hồng cánh tay lại tiếp tục nhấc ngũ hành xích lên nàng ánh mắt sắc bén nhìn lâm hạo nhiên rồi lạnh lùng nói lâm hạo nhiên ngươi phản sư diệt tổ đổi trắng thay đen bây giờ lại còn muốn mưu đồ làm hại sư tôn ngươi nói xem mình đáng tội gì lâm hạo nhiên đang cố gắng bỏ thì nghe được những lời này của tiểu hồng hắn sợ hãi liền lập tức khựng người lại hắn thật không ngờ tiểu nha đầu này mới mấy ngày trước còn bị bọn hắn coi thường vậy mà bây giờ bản thân hắn khi đứng trước mặt cô ấy thì lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Lúc này, Tiểu Hồng cũng đã nhảy tới phía sau lưng của Lâm Hạo Nhiên, ngũ hành xích trong tay vung ngược về sau, nàng quát lớn, không thể tha thứ. Lâm Hạo Nhiên sợ hãi vội vã hét lớn, "Ngươi đừng qua đây." Thế rồi, xẹt một cái, Lâm Hạo Nhiên bị chia làm đôi, cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Tiểu Hồng vô cùng căm ghét mấy tên phản đồ này, nàng sẽ thẳng tay tiêu diệt bọn chúng khi có cơ hội, không bao giờ chần chừ. Bởi vì tình cảm của nàng đối với Tiêu Huyền là một thứ khó có thể miêu tả được. Trên tình thầy trò dưới tình yêu. Sau khi xử xong Lâm Hạo Nhiên, Tiểu Hồng lại tiếp tục vác thanh ngũ hành xích tiến tới gần chỗ của Mạnh trưởng lão cùng với hai tên đệ tử của hắn. Thấy Tiểu Hồng vác đao bước tới, ba tên này kinh hãi vội vã hét lên, "Ngươi đừng qua đây. Ngươi, ngươi sát hại đồng môn, trưởng môn sẽ không tha cho ngươi đâu." "Không phải, hai người chúng ta cộng lại tăng thêm một kim đan, tại sao lại phải sợ cô ta một người ở tiên thiên chứ?" Cái thứ không có mắt nhìn này, ngươi không nhìn ra đằng sau lưng cô ta là ai sao? "Sư tôn" đừng làm bẩn tay của người hãy để đồ nhi thay người giải quyết hết bọn chúng thấy tiểu hồng hiếu chiến như vậy tiêu huyền liền giữ lấy bả vai của cô ấy lại rồi nói đồ nhi vi sư còn cần dạy con một chuyện có những lúc chết còn nhẹ nhàng hơn là sống ngươi ngươi muốn làm gì chúng ta ngươi đừng qua đây a a a bây giờ biết sợ rồi sao muộn rồi tập 3 xin kết thúc ở đây cảm ơn các vị đạo hữu đã xem video của mình các vị đạo hữu thấy hay có thể cho tại hạ xin một like và một comment xuống bên dưới phần bình luận nhé Yêu quý hơn thì có thể donate link thạch cho Tại Hạ thông qua số tài khoản ngân hàng hoặc số Momo Tại Hạ có treo nó ở bên dưới phần mô tả Cảm ơn các vị đạo hữu rất nhiều Mãi yêu